Này cô kia, cô làm gì xe tôi vậy? À, vậy tôi cảm ơn cô nha, vì đã lao xe giúp tôi. Tôi gửi cô ít tiền, hay là cảm ơn. Sao vậy? Cô thích cái này à? Ừ, để tôi cho cô. Có đoạn rồi. Nè em, anh có một ít trái cây cho hai chị em ăn dần. Trời cũng sắp tối đó, em dẫn chị hai về đi. Không mà trời lại kẻo lạnh, chị hai bệnh đó. Đây, tấm lòng của anh thôi, không sao hết. Anh đi trước nha. Ngày mai mình không còn phải nhịn đói nữa rồi, mình có được ăn rồi em. Nè, tôi đã nói rồi, nếu mà cô không bồi thường phải hợp đồng đó thì... Gần đây cậu ấy bị stress nhiều quá, cộng với làm việc thất thường, ngủ không đủ giấc, dần tới ảnh hưởng đến giác mạc. Nếu mà gia đình không điều trị sớm á, thì cậu ấy có thể là ngủ bệnh viện đấy. Tôi xin phép nha. Anh thấy không? Yeah. Anh ấy hồi phục rồi nha. Tôi xin đi trước. Dạ, mắt anh nhìn thấy rõ không? Tôi thấy rồi, cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc tôi chu đáo. Dạ, anh hồi phục tốt là ok lắm rồi. Nhưng mà tôi muốn biết được thông tin của người đã hiến nhãn mạch cho tôi, cô giúp tôi được không? Dạ, người đó... Anh đi em. Dạ, đây là người đã hiến nhãn mạch cho anh. Nè em, em còn nhớ anh không? Kể từ bây giờ em và chị em sẽ không còn ở đây nữa. Đi theo anh nha, sẽ có người chăm sóc cho cả hai người. Đi theo anh nha.